Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm của đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này. Ngày 25 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt các lệnh cho bị can. Đồng thời lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Thành Bình cũng đã được thực hiện chiều ngày 22 tháng 12. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với chủ tịch tỉnh An Giang để điều tra về sai phạm liên quan đến đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này. Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thành Bình bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát của công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện trạm Mới, tỉnh An Giang. Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị công an điều tra. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch tỉnh An Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định ông Nguyễn Thành Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác điều chỉnh chữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Khoảng 14 giờ 30, một chiếc xe biển số xanh 80A000XX đã chạy vào trụ sở của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên để khám xét nơi làm việc ở tầng 2 của trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong lúc diễn ra việc khám xét, lực lượng cảnh sát phía trong và ngoài trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh cũng siết chặt người ra vào. Hơn 40 phút khám xét, lực lượng cảnh sát đã rời khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển về công an phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên. Đến 15 giờ 40 xe bộ công an 80A000XX tiếp tục rời khỏi trụ sở công an phường Đông Xuyên để di chuyển về đường Lê Thiện Tứ, tổ 13, khóm Đông Thạnh, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên. Đây là nơi ở của ông Nguyễn Thành Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Trong hơn 35 phút khám xét nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng an ninh bao vây xung quanh không cho người ra vào. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên xác nhận, chiều ngày 25 tháng 12, lực lượng công an đã khám xét nhà chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có sự chứng kiến của công an phường, còn vì sao khám xét thì ông không được biết. Liên quan vụ án này, trước đó ngày 25 tháng 8, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, phó chủ tịch tỉnh An Giang, bị C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Chí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8. Kết quả điều tra xác định ông Trần Anh Thư với công vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Nguyễn Việt Chí hỗ trợ tạo điều kiện giúp công ty Trung Hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, nâng trữ lượng công suất khai thác cát. Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác cát tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện trợ mới của công ty này. Cơ quan điều tra xác định sau những chỉ đạo trái pháp luật trên, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty Trung Hậu tổng 68. Tổng số tiền Phó Chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận là 1,2 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, công ty trung hậu tổng 68 đã khai thác hơn 4,7 triệu mét khối cát, vượt chữ lượng cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý, mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu. Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi lót tay cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4 tháng 11 năm 1964 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Thanh Bình là tiến sĩ giáo dục học. Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 5 năm 2007, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại Trường Đại học An Giang giữa chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm khoa sư phạm. Sau đó, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc và giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Tháng 1 năm 2013, ông Nguyễn Thanh Bình được Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư thị ủy Tân Châu. Ông Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 27 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch tỉnh An Giang. Bốn tháng trước khi bị bắt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã từng có chỉ đạo khẩn về nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản khi các cấp dưới của ông vướng vòng lao lý liên quan đến cát lậu và nhận hối lộ. Theo tìm hiểu, ngay khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Chí bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến đường dây cát lậu lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã có chỉ đạo khẩn về quản lý khoáng sản. Theo đó, ngày 25 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Bình ký văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu trên địa bàn tỉnh. Khi đó chủ tịch tỉnh An Giang nhìn nhận, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng, nhưng vẫn còn một số tổ chức cá nhân sai phạm. Do đó chủ tịch tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đo đạc kiểm tra ngay địa hình đáy sông, đánh giá trữ lượng còn lại của tất cả các khu mỏ cát sông, dự án nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản, báo cáo quy trình cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản đồng thời kiểm tra giả soát các giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định văn bản cho phép thu hồi khoáng sản đề xuất chấm dứt ngay việc khai thác khoáng sản tại các khu vực không đủ điều kiện khẩn trương giả soát tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ nguồn vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tiến độ thi công các dự án đường cao tốc theo đúng chỉ đạo của thủ tướng và chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường phải yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản lắp đặt camera trên từng phương tiện khai thác đăng ký phục vụ công trình, dự án cụ thể, lắp định vị có đường truyền về máy chủ để giám sát. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách báo cáo sản lượng hàng tháng để đối chiếu số liệu từ các mỏ. Nếu phát hiện nguồn vật liệu cung cấp cho các công trình bán ra ngoài thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đóng cửa mỏ, xử lý nghiêm vi phạm, tránh thất thoát ra ngoài. Chủ tịch tỉnh An Giang cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 12, tròn 4 tháng kể từ khi chủ tịch An Giang có chỉ đạo khẩn về quản lý khoáng sản, Bộ Công an phát đi thông tin cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình cũng liên quan tới khoáng sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thành Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Trậm Mới, tỉnh An Giang. Theo tìm hiểu của phóng viên Vietnamnet, trước khi cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Chí, thanh tra chính phủ đã công bố thông báo kết luận thanh tra trong đó nhắc đến công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. Thanh tra chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của tỉnh này, cụ thể công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát và việc cấp phép khai thác cát còn một số hạn chế, vi phạm, dẫn đến số tiền cần thu nộp ngân sách nhà nước đã xác định được thất thoát hơn 2,6 tỷ đồng. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2011, An Giang đã gia hạn 15 giấy phép khai thác không đúng quy định. Tỉnh này cấp 7 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai địch họa, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới là không đúng quy định. Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương không thực hiện việc kiểm kê trữ lượng cát tại các mỏ cát lòng sông đã cấp phép. Không có biện pháp đảm bảo giám sát chặt chẽ khối lượng cát khai thác thực tế hàng năm tại các mỏ được cấp phép. Theo thanh tra chính phủ, trách nhiệm để xảy ra những sai phạm hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2020 và các cá nhân tổ chức có liên quan.